Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Wake Up 247 Challenge. Chặng đường vòng bảng của Wake Up 247 Challenge đang đi đến hồi kết. Tại bảng A, Xuân Mạnh và Sĩ Minh là hai cái tên đã giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên đối thủ của họ sẽ chỉ được xác định sau cặp đấu cuối cùng tại bảng B giữa Văn Quyết và Thế Vương. Khác với bảng A, cục diện tại bảng B chưa thể sớm ngã ngũ khi cả ba cái tên vẫn còn cơ hội đi tiếp. Và nếu Thế Vương giành chiến thắng trước chân sút của câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu này, các chỉ số phụ sẽ phải được tính tới nhằm tìm ra hai đại diện đi tiếp vào vòng trong. Tại vòng bảng, mỗi cặp đấu sẽ bao gồm 3 game: chạy rích rắc sút xà ngang, bàn chân bàn tay và đá ô tính điểm. Người thắng trong mỗi cặp đấu sẽ là người có tổng điểm nhiều hơn sau 3 game đấu này. Cầu thủ chạy rích rắc theo đường định sẵn bởi các marker tới vị trí chấm 11m trước khi thực hiện tình huống sút bóng trúng xà ngang khung thành. Trong vòng 2 phút, cầu thủ nào thực hiện được nhiều cú sút trúng mục tiêu hơn là người thắng cuộc. Mỗi tình huống sút bóng trúng xà ngang được tính 20 điểm. Và sau đây sẽ là phần thi của Thế Vương và Văn Quyết. Xin mời Văn Quyết với phần thi đầu tiên. 2 phút chuẩn bị. Văn Quyết, một tiền đạo phải nói là có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại Vinh hiện nay. Hãy xem anh đá xà như nào đây. Rất chính xác. Vâng. Đối thủ nặng ký ở đây, đúng không? Đối thủ nặng ký đây. Chưa có cầu thủ nào mà pha bóng đầu tiên đã thành công như Văn Quyết như này. Suýt thứ hai. Suýt soát. Hãy cho thấy rằng anh đá bóng xà ngang không kém gì là ghi bàn cả. À, thấy mạnh rồi, có vẻ như là đến lúc này là chân bắt đầu díu. Quả thứ ba. À, chính xác. Chúc mừng Văn Quyết. 40 điểm dành cho Văn Quyết. Và chúng ta mới hết nửa thời gian thôi. Cố lên nào. Wow, suýt soát. Cố lên, 1 phút 30 giây. Nãy giờ là anh khởi động và căng cơ rất là kỹ, thành ra là sự bền bỉ cũng dẻo dai, rất là tốt. Thêm một chút chính xác nữa thì Quyết đã có 40 điểm, vâng. Vẫn kịp cho pha cuối cùng, cố lên nào, 15 giây cuối cùng. Quả cuối cùng. Ngay trong cái quả đá đầu tiên thì mọi người đã thấy là anh rất là xuất sắc đưa bóng trúng vào xà ngang rồi. Có vấn đề gì với những cái quả lần sau đấy ạ? Tôi nghĩ là thể lực. Khi thể lực nó không được tốt thì chân tay xử lý quả bóng không được tốt. Sau đây là 2 phút dành cho Thế Vương. Vẫn là một thân thủ hết sức nhanh nhẹn trong lần luồn cọc đầu tiên. Rất thanh thoát. À, một cú sụp bóng có vẻ không đúng kỹ thuật lắm, mà suýt chút nữa là thành công rồi. Cố lên. Đôi chân phải nói là rất thanh thoát. Chưa được. Cố lên nào. Thời gian mới trôi qua được 30 giây thôi. Cú sút thứ 3. Một chút nữa thôi là thành công rồi. Càng về sau thì đôi chân càng mỏi và chúng ta cần sự tập trung cao độ hơn nữa. Quả sút thứ 4. Rất hay. Vâng, cuối cùng thì đã chuẩn xác rồi. Mới hết một nửa thời gian thôi. Cố lên nào. Đây là khoảnh khắc mà cần sự tập trung và chuẩn xác. Rất hay. Bây giờ càng về sau là càng hay hơn. Đôi chân chạy luồn marker phải nói là vẫn rất là thoăn thoắt. Đây là một cầu thủ có chiều cao thấp nhất V-League, tuy nhiên là thể lực của anh rất là bền bỉ. Và sút thứ 5. Suýt thì chuẩn xác. Cố lên nào. 1 phút 36 giây. Cố lên. Chưa được. Còn 10 giây cuối. Liệu có kịp không? 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 à, chính xác. Vâng. Rất hay. Chúc mừng Thế Vương với 60 điểm, rất xuất sắc. Trận chung kết của bảng B đang chứng kiến bước xuất phát thuận lợi của Thế Vương trước khi bước vào game đấu thứ hai. Đây là game đấu mà hạt đậu nhỏ của Dương Nam Hà Nam Định đang là người giữ kỷ lục về mặt thời gian với chỉ 20 giây trong cuộc đấu với Nguyên Mạnh trước đó. Nhưng với đối thủ lần này là một chuyên gia giải toán khó như Văn Quyết, câu chuyện có thể sẽ rất khác trong lần đọ sức trước mắt. Cầu thủ di chuyển dọc tấm thảm được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, có in hình bàn chân, bàn tay với yêu cầu phải đặt đúng vị trí bàn chân, bàn tay của mình sao cho khớp với hình được in sẵn. Nếu đặt sai vị trí, cầu thủ sẽ phải quay trở lại từ điểm xuất phát. Ai hoàn thành phần thi này trong thời gian ngắn hơn là người chiến thắng và giành được 50 điểm. Và sau đây phần thi bắt đầu với Văn Quyết. Tôi và Thế Vương sẽ là giám khảo để xem là Văn Quyết có làm đúng không. Nếu mà sai ở ô nào thì Văn Quyết sẽ phải quay trở lại từ đầu. Sẵn sàng chưa? Thử thách đầu tiên đã vượt qua. À rồi. Rất hay, nãy giờ đứng chắc là nhớ được một vài ô rồi. Rất nhanh. Rất nhanh. Rất nhanh, hay hay. Hay quá. Rất hay. Wow. Thực sự là rất là nhanh. 25 giây thưa quý vị. Thực sự là tôi phải nể Văn Quyết thực sự luôn. Không. Cái trò chơi này tiết lộ một chút là ở nhà là tôi cũng thử tập chơi rồi, nhưng mà chơi đến lần thứ 10 thì vẫn phải hơn một phút. Thực sự là khó khăn đấy. Tôi và Văn Quyết sẽ làm giám khảo. Và thời gian dành cho Thế Vương rất nhanh, rất nhanh, con thoát, rất hay, rất hay. Suýt thì nhầm chân. Quay lại. Bị nhầm rồi. Rất khó. Có lẽ là 25 giây thì Thế Vương không thể vượt qua được rồi. Tuy nhiên là chúng ta hãy cùng xem. À, quay trở lại, chúng ta không được vội. Rồi, chính xác, tiếp tục, cố lên, đúng rồi, 56 giây gần gấp đôi với thành tích của Văn Quyết, tuy nhiên là cũng là một thành tích rất là xuất sắc, chúc mừng Văn Quyết là người giành chiến thắng trong phần thi này. Ban tổ chức treo 10 tấm bảng trong khung thành, trong đó có 3 bảng ghi chữ đập tan, lờ đờ, uể oải, 4 bảng ghi điểm số 10, 15, 20, 25 và 3 bảng ghi các hình phạt. Cầu thủ sẽ thực hiện các cú sút từ khoảng cách 11m hướng tới mục tiêu là các tấm bảng này. Nếu sút trúng đồng thời 3 bảng ghi chữ, cầu thủ giành chiến thắng tuyệt đối và ghi được 150 điểm. Nếu sút trúng từ 2 bảng ghi chữ trở xuống, mỗi bảng được tính 30 điểm. Nếu sút trúng các bảng ghi điểm số, cầu thủ ghi được số điểm tương ứng ghi trên bảng. Nếu đá trúng ô hình phạt, cầu thủ phải thực hiện hình phạt trước khi bước vào lượt sút tiếp theo. Và sau đây sẽ là 5 quả sút của Văn Quyết. Thank you.
Dù vẫn đang bị dẫn trước, việc Văn Quyết chỉ ghi được 10 điểm trong game đấu cuối cùng này có thể coi là cơ hội rất lớn để Thế Vương lật ngược thế trận, qua đó tìm kiếm cơ hội đi tiếp cho mình. Con số tối thiểu cần đạt được là 40 điểm, không quá cao. Tuy nhiên chắc chắn tiền vệ nhỏ con của Dược Nam Hà Nam Định sẽ cần tới sự tập trung và yếu tố may mắn để đạt được cột mốc này. Năm quả sút của Thế Vương. Chính xác. Chào các bạn là gì? Wow. Mời Văn Quyết, mời Văn Quyết đứng dậy. Các bạn là cái gì? 20 điểm. Hai mươi điểm. Hết cái sàn rồi. Ok, như vậy là sau 3 phút đều trúng mục tiêu cả Thế Vương của chúng ta. Được 2 lần đặt hàng và 1 lần 20 điểm, bạn sẽ còn 20 phút nữa. Có 1 lần cuối cùng. Vậy là ở phút cuối cùng thì Thế Vương đã không thành công với mục tiêu của mình. Đáng tiếc cho Thế Vương, dù nắm trong tay quyền tự quyết nhưng tiền vệ này đã không thể hoàn thành được mục tiêu đề ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cầu thủ của Dược Nam Hà Nam Định kết thúc bảng B ở vị trí cuối cùng và chính thức bị loại sau 2 game toàn thua. Ở chiều ngược lại, với thành tích toàn thắng, Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội dẫn đầu bảng đấu và giành quyền vào bán kết cùng với thủ thành Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Như vậy, kết thúc vòng bảng, đội bóng xứ Nghệ có 2 đại diện đi tiếp là Xuân Mạnh, người dẫn đầu bảng A, và Nguyên Mạnh, cái tên giành vị trí thứ 2 tại bảng B. Tuy vậy, kết quả vòng bảng dẫn tới việc hai người đồng đội sẽ phải loại nhau ở vòng đấu bán kết sắp tới. Cặp đấu bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Văn Quyết, tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội và tiền vệ Sĩ Minh của Dược Nam Hà Nam Định. Vòng đấu mới với những game đấu mới đang chờ đợi ở phía trước. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để tiếp tục khám phá những thú vị của World Cup 247 Challenge.